Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về rau cần ạ. Một loại rau rất là quen thuộc nhé, được nhiều người nhưng mà không biết đến công dụng của nó, ít ai đã biết đến các bạn nhé. Không chỉ là một loại rau mà chúng ta thường ăn trong gia đình, rau cần ta còn là một loại vị, là một vị thuốc mang trong mình rất nhiều công dụng mà không phải ai cũng biết đó. Có tác dụng như giúp lợi tiểu, thanh nhiệt, hạ sốt, kháng viêm, rất là tốt các bạn ạ. Rau cần ta thì còn có rất nhiều tên gọi khác, đó là rau cần nước hay là hương cần, cần ống các bạn ạ. Tại sao gọi là cần ống ấy? Vì nó có những cái ống ống như thế này các bạn ạ, ở trong nó rỗng ạ. Rau cần ta này thì sống ở dưới nước nhé. Nó sống ở dưới nước rất là chịu nước và nó ngoi lên mặt nước các bạn ạ. Cho nên là khi sống ở dưới nước ấy, thì cái rễ của nó sẽ như thế này đấy ạ. Tác dụng của rau cần ta đối với sức khỏe của chúng ta thì rất là tốt ạ. Cần ta có rất nhiều thành phần hóa học, có nhiều tinh dầu, các loại axit nhé, và protein, carbon hydrate, chất béo và vi khoáng chất ạ. Vi chất khoáng, kali, canxi hay là natri, magie và các loại khoáng chất khác ạ. Tác dụng dược lý của cần ta với sức khỏe, nhất là chống viêm gan. Cần ta có các hoạt chất có khả năng ức chế sự ức chế sự nhân lên của các loại virus như virus viêm gan B, nên là rất được tiềm năng trong điều trị bệnh lý này ạ. Và thứ hai nữa là hạ huyết áp, hạ đường huyết các bạn nhé. Hạ đường huyết với khả năng thúc đẩy giải phóng insulin ở các tế bào B đảo tụy, hay là rau cần ta còn giúp hạ đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường ấy các bạn ạ. Chống ung thư nữa ạ. Rau cần ta có các hoạt chất chống oxy hóa và có tính chống độc, nên có thể ức chế kích hoạt các chất gây ra ung thư nhé. Rau cần ta chứa pinene ạ, giúp giảm ho rất là hiệu quả. Kháng viêm trong rau cần ta thì nó có chứa các chất có ức chế giải phóng các loại chất viêm và tăng cường miễn dịch ạ. Flavonoid, chất chiết xuất từ rau cần ta có thể là hỗ trợ miễn dịch tế bào, miễn dịch thể và miễn dịch không đặc hiệu ạ. Khả năng tăng cường hỗ trợ miễn dịch này của rau cần được chứng minh thông qua chế độ thúc đẩy sự sinh trưởng của tế bào lympho nhé. Và nó còn có tác dụng nữa là giảm ho. Chất pinene có trong rau cần ta có thể làm loãng đờm, giảm ho và kháng nấm, kháng viêm ạ. Ngoài ra rau cần ta cũng làm giảm lượng ho đờm tương đối là hiệu quả khi chúng ta sử dụng nó nhé. Và rau cần ta này là một trong những phương thuốc chữa bệnh, thì nó có một số những bài thuốc chữa bệnh từ rau cần ta mình sẽ chia sẻ với các bạn sau đây. Chữa nôn ói hay là chữa giảm cholesterol máu ạ, hay là chữa bí tiểu, chữa ho gà, chữa cao huyết áp, chữa thiếu máu, chữa tiểu đường và chữa mất ngủ ạ. Chữa sốt dai dẳng ở trẻ nhỏ nhé, hay chữa tiểu khó hay là tiểu buốt ạ. Lưu ý không dùng cần ta với những người bị bệnh run sán hay là huyết áp thấp, vẩy nến nhé. Vì cần ta sống ở dưới nước ấy, thì nếu mà chúng ta ép ra lấy nước uống ấy, thì sợ là chưa lục chín ấy, thì cái lượng run sán trong rau cần có khả năng có, nên sẽ không tốt với những cái bệnh nhân như vậy nhé. Rau cần ta có thể gây ra một số tác dụng phụ, nên khi các bạn sử dụng rau cần ta để làm thuốc, các bạn cũng nên tham khảo qua ý kiến của các bác sĩ đã nhé. Cho nên là chúng ta tuyệt đối không được dùng tự tiện ạ. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn về
Rau cần ta, một món ăn quen thuộc nhưng chứa rất nhiều công dụng đối với đời sống của chúng ta nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.